Thưa quý vị và các bạn, từ một người chống cộng, nay trở thành người nhiệt thành ủng hộ Đảng Cộng sản. Đó là con đường mà luật sư Hoàng Duy Hùng ở Houston, Mỹ đã trải qua hơn 30 năm. Nhân Đại hội Đảng 13, ông gửi đến Báo Nhân dân bài viết bày tỏ những tâm tư suy nghĩ và thay đổi trong tư tưởng, thế giới quan của bản thân mình. Trong đó có cả ước nguyện lần tới về nước sẽ thắp nén tâm nhang trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để xin lỗi người, xin lỗi đảng và nhân dân Việt Nam để được nói hai chữ Bác Hồ như mọi con dân nước Việt. Trong dịp đầu xuân mới, truyền hình Nhân dân xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết đăng trên báo Nhân dân của luật sư Hoàng Duy Hùng có tiêu đề Hành trình từ chống phá đến ủng hộ Đảng Cộng sản. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cha mẹ tôi theo công giáo năm 1954 di cư từ Nghệ An vào miền Nam và cha tôi đi lính làm sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng hòa. Ngay từ bé, người lớn đã dạy tôi cộng sản vô thần, vô tổ quốc, vô gia đình và tôi rất tin. Sinh ra trong bối cảnh đó, cho nên suy nghĩ chống cộng in vào tâm thức của tôi là bình thường. Năm 1975, 13 tuổi vì không muốn sống chung với cộng sản tôi ngày đêm đi bộ rời khỏi buôn ma thuột đã giải phóng lớn lên ở mỹ tôi được đào tạo trong môi trường có nhiều người gốc việt chống cộng cực đoan truyền thông thì hàng ngày ra rả chống cộng cho nên trong đầu óc tôi khi đó cộng sản việt nam là gian ác phản bội tổ quốc rồi vì yêu nước mà tôi căm thù chống cộng giờ tôi không suy nghĩ như vậy nữa Tôi đã hiểu và nhận ra không có tam vô nào cả, mà Đảng Cộng sản Việt Nam rất tôn trọng tự do tôn giáo, coi gia đình là nền tảng xã hội, coi an nguy của Tổ quốc là quan trọng hàng đầu. Nhưng để có suy nghĩ như vậy, tôi đã trải qua quá trình chống cộng hơn 30 năm. Đến một ngày, tôi nhận ra nếu thành tâm yêu nước cần phải ủng hộ đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó mới chính là lương tri của người Việt Nam, lương thiện Ngày 30 tháng 4 năm 2020, tôi chính thức từ bỏ con đường chống cộng quay về với Tổ quốc. Đó là kết quả không có được sau một sớm một chiều mà là kết quả của một quá trình tiệm tiến. Năm 1984, đang là sinh viên ngành triết học ở Đại học Houston, Texas, các đảng phái chống cộng đã tiếp cận lôi kéo tôi, trong đó có mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam tiền thân của tổ chức hiện nay Việt Nam gọi là Tổ chức Khủng bố Việt Tân. Sau hai năm tìm hiểu, ngày 6 tháng 1 năm 1986, tôi đã tuyên thệ vào mặt trận Việt Nam tự do do Đại Việt Cách mạng Đảng lãnh đạo. Năm 1990, tốt nghiệp đại học, tôi đã tình nguyện nhận chỉ thị về Việt Nam dưới danh nghĩa du lịch thăm thân nhân để xây dựng lực lượng tổ chức lật đổ nhà nước Việt Nam. Để có kinh phí, tôi bán cơ sở thương mại là tiệm rượu của tôi. Sau khi trừ hết mọi chi phí, tôi lấy số tiền còn lại, đem đi hoạt động. Sau này suy nghĩ lại tôi thấy mình quá dại khờ, mạo hiểm khi mang cả tài sản, tương lai, tính mạng của mình ra để đánh cược. Trở lại Mỹ, tôi lại khám phá ra các đàn anh của tôi đang tìm cách triệt tiêu lẫn nhau. Họ chống cộng không phải vì yêu nước mà chỉ vì tranh giành danh lợi, quyền lực. Nhiều sự kiện đã xảy ra Khiến tôi thấy rõ mặt thật của họ, cuối cùng tôi và một số anh đã đứng sang một bên không ủng hộ phe nào. Dẫu vậy tôi vẫn quyết tâm chống cộng vì thời điểm năm 1990 tôi chưa nhận ra ý nghĩa vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam với dân tộc. Tôi tiếp tục vào Việt Nam với danh nghĩa du lịch thăm thân nhân để hoạt động. Tháng 2 năm 1992, tôi bị bắt, bị biệt giam hơn 15 tháng. Khi ấy Việt Nam và Mỹ đang bàn việc tiến tới bãi vận và bang giao, một số tù nhân chính trị có quốc tịch Mỹ được trả về Mỹ, trong đó có tôi. Đến lúc đó, do chưa nhận ra chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước Việt Nam, nên tôi vẫn không cảm xúc, không biết ơn, mà càng quyết tâm chống cộng. Năm 1996, vì tin theo lời tuyên truyền rằng Đại Việt Cách Mạng Đảng là chính Đảng ra đời năm 1938, có ảnh hưởng lớn trên chính trường miền Nam. Chỉ có một chính đảng như vậy mới hy vọng đấu tranh thành công. Cho nên tháng 12 năm 1996, tôi tuyên thệ vào Đại Việt cách mạng đảng. Nhưng vào rồi, tôi mới thấy mình sai lầm vì cái đảng tôi gia nhập vừa chỉ trích Việt Cộng, vừa nói xấu tổ chức khác. Đảng viên thì kéo bè, kéo phái, tranh giành, danh lợi. Trước tình cảnh đó, tôi đề nghị thành lập một tổ chức ngoại vi cho giới trẻ để không bị nhiễm thói hư tật xấu của lớp đàn anh. Họ đồng ý phong tôi là ủy viên trung ương. Sau đó, vì sự thẳng thắn của tôi trước các khuất tất, họ yêu cầu tôi nhận lỗi vì đã đi ra ngoài kỷ cương tổ chức. Tôi hiểu ngay vấn đề, tuyên bố ra khỏi Đại Việt Cách Mạng Đảng. Tôi nghĩ đấu tranh là chống lại gian dối tàn ác, mà thấy sự gian dối tàn ác ngay trước mắt lại không lên tiếng thì không thể được. Năm 1999, tôi đã lên tiếng về cái chết của Hoàng Cơ Minh và trần những trò bịp bợm ma giáo của Việt Tân. Bởi vậy, sự căm thù của Việt Tân đối với tôi vẫn còn dai dẳng tới hôm nay. Các năm sau, từ việc tiếp xúc với một số nhân vật chống cộng, chứng kiến các hoạt động lường gạt, bịp bợm của họ, đặc biệt là những suy nghĩ sau lần về nước, với ý định đặt bom rồi quyết định dừng lại. Rồi thấy đất nước bắt đầu phát triển, tôi đã dần hiểu và có góc nhìn tích cực hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng chưa đủ tích cực để từ bỏ con đường chống cộng. Song tôi quyết định thay đổi sách lược, tuyên bố từ bỏ con đường bạo lực, vận động anh em theo con đường đối thoại, đóng góp xây dựng đất nước. Năm 2002, tôi viết quyển sách bằng tiếng Anh có tiêu đề là tìm một hướng đi chung cho tương lai Việt Nam. Với chủ trương muốn đối thoại, nâng cao dân trí thì phải tự nâng cao tri thức của mình trước. Chấn hương dân tình, trồng sâu dân dũng. Tuy nhiên trong quyển sách này, tôi vẫn còn nhiều điều tiêu cực về Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng càng lúc, tôi càng nhận ra các đảng phái chống cộng chẳng có lý tưởng như họ rêu rao, đa phần là xấu bẩn vì danh lợi những người chống cộng tuyên truyền ngày này sang tháng khác cộng sản hèn với giặc ác với dân bán biển đảo lúc đầu tôi tin như thế nhưng qua tìm hiểu thì tôi thấy hoàn toàn không phải vậy thời điểm đó vì còn mê quan điểm đa đảng tôi viết bài cách mạng trắng sau những cuộc gặp gỡ trao đổi với một số nhà ngoại giao việt nam tại mỹ được nhìn vết xeo từ thương tích chiến tranh thời họ còn là bộ đội cụ hồ chiến đấu bảo vệ tổ quốc Tôi ứa nước mắt, xong phải giấu đi. Tôi quý họ vô cùng, vì qua họ, tôi nhận ra những người Cộng sản thật sự dũng cảm. Họ đã chiến đấu vì mẹ Việt Nam. Từ họ, tôi bắt đầu tìm hiểu thêm về Đảng Cộng sản, chính sách của nhà nước với người Việt ở nước ngoài, trong đó có Nghị quyết 36. Nhờ họ, tôi hiểu Nghị quyết 36 không như những gì ở hải ngoại tuyên truyền, mà đó là tấm lòng của Đảng, nhà nước với người Việt Nam sống ở nước ngoài, hòa hợp dân tộc, để xây dựng đất nước ngày một hùng cường. Cứ như vậy, qua tiếp xúc, tìm đọc, ôn lại lịch sử, tôi suy nghĩ rút ra nhận định của chính mình, không nhìn qua lăng kính của các bác cờ vàng, vì lăng kính ấy chủ quan xuyên tạc, không trung thực. Năm 2012, lúc còn là nghị viên thành phố Houston, tham dự một số cuộc hội thảo và bàn về ưu điểm, khuyết điểm của đa đảng và đơn đảng, tôi nhận ra nhiều ưu điểm của đơn đảng ở Việt Nam nhưng trong lòng chưa ngả hẳn theo đơn đảng. Đến cuối năm 2018, sau khi làm chương trình với nhiều người để phân tích xem Việt Nam nên chọn đơn đảng hay đa đảng, rồi mới nhận ra rõ nét rằng đối với văn hóa, lịch sử, địa chính trị, bối cảnh đặc biệt của Việt Nam, thì thể chế đơn đảng là tốt nhất. Đơn đảng thì đảng nào đấy, đảng nào có bề dày lịch sử, đã có sự hy sinh, được lòng dân như Đảng Cộng sản Việt Nam và trong lòng tôi quyết định đứng hẳn với Đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ đợi đúng thời cơ để tuyên bố, để củng cố tư duy nhận thức cuối năm 2019 về Việt Nam với tư cách du lịch. Tôi đã chứng kiến sự phát triển vùn vùn của Việt Nam, tôi được người dân đón tiếp thương yêu, chấp nhận trở về. Tôi may mắn được gặp nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, các ông thân tình đón tiếp cung cấp thông tin chính xác về người Cộng sản, dặn dò tôi phải dưỡng tâm một cách chân thành, thì sự trở về mới có ý nghĩa. Tôi đã rơi nước mắt khi đứng dưới căn hầm mà các nhà báo ở Báo Nhân dân làm việc dưới bom đạn Mỹ trong 12 ngày đêm cuối năm 1972. Trở lại Mỹ, vì dịch Covid-19, tôi phải ở nhà. Đến ngày 18 tháng 3 năm 2020, tôi lập kênh YouTube Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng. Tôi muốn công khai hóa sự lựa chọn của mình. Nhưng công khai hóa như thế nào, thời điểm nào là tốt nhất cũng làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết khi đang sống trong một cộng đồng còn chống cộng và xuất thân gia đình như thế, khi tôi công khai sẽ bị chống đối kịch liệt. Nhưng tôi đã quyết định. Sáng 30 tháng 4 năm 2020, tôi làm chương trình chính thức treo lá cờ Tổ quốc và chọn chỗ đứng của tôi là trở về với đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tới ngày 29 tháng 10 năm 2020, qua kênh youtube của mình, tôi chính thức tuyên bố từ bỏ cách mạng trắng, chỉ giữ lại yêu cầu dưỡng tâm trong trắng. Và những gì tôi dự tính đã xảy ra, tôi đã phải hứng chịu bao cay đắng, nhưng tôi cũng nhận được không biết bao nhiêu sự đồng cảm, động viên, hỗ trợ. Trong đó có mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo Nhân dân, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, giúp tôi có nghị lực đi trên con đường đã chọn. Tôi xin chân thành ghi ơn tất cả các cơ quan đoàn thể những người đã hỗ trợ ý nguyện trở về của tôi. Đối với tôi, đó chính là sự hòa hợp dân tộc thực sự. Việc tôi công khai chỗ đứng của mình, trở về với đất nước với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ diễn ra vài tháng trước khi Đại hội 13 khai mạc. Hôm nay tôi viết bài này chúc mừng Đại hội 13 thành công, chọn được những nhân sự lãnh đạo có tâm, có tầm để lãnh đạo phát triển Việt Nam thành một quốc gia hùng cường. Vì bối cảnh xuất thân, lúc đầu tôi đã ngộ nhận về Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nay tôi xin được mượn bài viết để chính thức xin lỗi Chủ tịch Hồ Chí Minh, xin lỗi Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Ước nguyện của tôi là lần tới trở về Việt Nam, tôi sẽ đến lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thành kính thắp nén hương xin lỗi người và khi được tha thứ, tôi mới dám gọi người là Bác Hồ như mọi con dân Việt Nam. Tuổi tôi cũng bắt đầu xế chiều, nếu không còn giúp được gì cho đất nước, tôi sẽ dành thời gian hưu trí để hưởng cảnh thanh bình trên quê hương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết đăng trên báo Nhân dân của luật sư Hoàng Duy Hùng có tiêu đề Hành trình từ chống phá đến ủng hộ Đảng Cộng sản. Từ một người chống cộng nay trở thành người nhiệt thành ủng hộ Đảng Cộng sản, đó là con đường mà ông đã trải qua sau hơn 30 năm. Nhân ngày đầu xuân Tân Sửu, những người thực hiện chương trình xin được kính chúc quý vị và các bạn, chúc luật sư Hoàng Duy Hùng và gia đình ông năm mới Tân Sửu hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, mãi đồng hành cùng đất nước và dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thực tiễn đã khẳng định sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là mốc son trói lọi trên hành trình giữ nước, xây dựng và phát triển đất nước của nhân dân ta. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc. Lịch sử đã khẳng định, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chính trong quá trình gánh vác sứ mệnh nặng nề mà vô cùng vinh quang đó, Đảng ta không ngừng rèn luyện, đã tích lũy, đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử mà dân tộc nhân dân giao phó.Chào xuân mới, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội lần thứ 13 của Đảng đề ra. Chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới. Toàn Đảng Toàn dân và toàn quân ta cùng chung sức đồng lòng quán triệt, triển khai thực hiện thật tốt nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc. Chương trình hôm nay tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau